Chào mọi người, em giới thiệu đến mọi người một cái kìm. Kìm này là kìm mà dùng để có chức năng chính là kẹp và giữ ha. Mã hàng của nó là 920-165, giá tham khảo là 1,3 triệu một cái, của hãng Elora, sản xuất tại Đức. Thì cái kìm này nó có cái mũi này là cái mũi phẳng ha. Và cái mũi này nó hơi rộng một tí để nó dẹp như thế này, để khi mà mình kẹp các cái phôi bản dẹp hay bản mỏng á, các cái tấm kim loại mỏng á, thì nó sẽ tăng diện tích tiếp xúc lên, mình kẹp nó rất là dễ. Cái phần răng mịn ở trên cái mũi kìm này thì chúng ta dùng để kẹp và giữ nó, hoặc là kẹp sợi dây điện gì đó để mình rút ra, thì chúng ta sẽ dùng cái kìm này, nó rất là dễ. Cái điểm đặc biệt của kìm này đó là cái chui của nó. Chui là được cách điện 1000V theo tiêu chuẩn VDE 1000V IN-IEC 60900 là tiêu chuẩn cách điện của châu Âu ha. Nó đáp ứng theo tiêu chuẩn sản xuất, đáp ứng theo tiêu chuẩn là DIN ISO 5745. Vật liệu của cái kìm này đó là bằng thép C45, và bề mặt của nó là được mạ một lớp niken bóng để chống rỉ sét. Trên cái đầu kìm này có ghi luôn, khắc laser luôn, tên của hãng là Elora nè, dòng Made in Germany nè, 920 là series model. Thì cái số 165 ở trong cái model của nó đó chính là cái chiều dài của cái kìm đó. Nó dài 165mm, tương ứng với khoảng 7 inch á. Trọng lượng của nó là 146g. Thì trong ngành điện, người ta mua cái này về để sử dụng, để kẹp các cái lá phe hoặc là các lá sim mà nó đang có dẫn điện luôn. Đó, sử dụng, chuyên sử dụng trong cái môi trường điện. Thì tuy nhiên thì môi trường không có điện thì nó cũng sử dụng được, nhưng mà giá thành của nó cao hơn vì nó có cái lớp vỏ cách điện này, thì ít ai mua cái này về để dùng trong môi trường không có điện hết. Đó, chỉ sử dụng trong môi trường đặc biệt là có dẫn điện á, thì mình mới mua cái kìm này về để mình dùng. Nhìn ngang như thế này thì cái mũi kìm mình nhìn thấy nó rộng, nó có cái bảng rộng. Đây là nhìn trực diện vào thì nó giống như cái kìm mũi nhọn vậy đó. Đây cái đầu của nó là đầu bằng. Mình có thể dùng để kẹp các cái phôi dẹp hay là phôi mỏng, tấm kim loại mỏng đều được nha. Giá tham khảo là 1,3 triệu. Mã hàng 920-165 của hãng Elora, sản xuất tại Đức luôn.